Xin chào tất cả các bạn, mình là Thỏ Chippy đây. Nhưng thật sự, mình là Thanh Hà nè. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh của Mai Thanh Hà. Mọi người ơi, dạo gần đây thì có rất là nhiều người đã nhắn tin và comment cho Thanh Hà và nói rằng là Thanh Hà ơi, hãy làm về một thử thách ăn đồ ăn màu hồng đi. Thì hôm nay Thanh Hà sẽ thực hiện thử thách này. Đây, Thanh Hà cùng với mẹ đã đi mua sắm tất cả mọi thứ. Có bánh màu hồng nè, rồi có mứt dâu màu hồng rồi đây, còn có nước màu hồng nữa nè. Rồi, bây giờ bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ ăn gì trước ta? À thôi, hay là mình uống nước trước đi. Bởi vì uống nước thì để mình thấm giọng lại một chút xíu. Mọi người ơi, đây chính là nước lựu hạt chia. Thanh Hà cũng không biết nó có ngon hay không nữa. Nè, uống thử coi. Chi chà, Thanh Hà rất là thích uống hạt chia luôn nha. Giờ Thanh Hà sẽ uống thử. Khá ngon. Ôi chết, xí. Thanh Hà lộn mấy hạt é. Hạt é này nó cũng mình làm cứng cứng. Giờ Thanh Hà sẽ để qua một bên nha. Giờ tiếp theo Thanh Hà sẽ ăn cái gì đây? Thanh Hà sẽ chặt cái này. Ở bên ngoài thì có những cái hình rất là dễ thương luôn nè. Còn có một hình trái tim ở trên này nữa nè. Dễ thương quá. Rồi bây giờ Thanh Hà sẽ bắt ra nha. Vậy đâu rồi cái chỗ đây cha, không biết ở trong nó có dễ thương y như bên ngoài không nữa. Nó cũng dễ thương quá nè. Rồi bây giờ Thanh Hà sẽ bắt ra thử nha. Ồ mọi người ơi, hình cũng rõ quá nè, không biết mọi người có thấy không nữa, nhưng mà thôi bây giờ Thanh Hà sẽ ăn thử nha. Mượn ngon thiệt. Mọi người còn có sô-cô-la chảy nữa nha. Trời, ở bên ngoài vỏ thì rất là dễ thương, có những cái hình Thanh Hà cũng khá là thích. Còn ở trong thì bánh thơm nè, bánh ngon nè, với lại sô-cô-la thì là sô-cô-la xịn nên là rất là ngọt. Một người sành ăn như Thanh Hà thì tất nhiên cái này Thanh Hà không thể cử này được nên Thanh Hà sẽ cho 10/10. Bây giờ Thanh Hà sẽ ăn những cái kẹo nhiều màu này nha. Đi coi coi. Wow, Thanh Hà cảm giác như là cái vị kẹo này nó sẽ rất là thơm. Thanh Hà ăn thử nha. Trời, siêu ngon luôn. Oh my god, cái này như là vị cam vậy. Trời ngon quá mọi người ơi. Tôi cũng cho 10/10 quá. À không, hay tôi cho 20 điểm luôn đi. Bây giờ để qua bên nha. Bây giờ Thanh Hà sẽ bắt cái này ra. Đây hình như là bánh phồng mực hả? Cái bánh này thì Thanh Hà thấy là cũng không có được kiểu như là lai sa ta, cũng không có được giống như kiểu là nó không mặn cũng không ngọt, nó cũng kiểu bình thường thôi nên Thanh Hà cũng không có thích lắm. Nhưng mà thôi không sao, vẫn chấm điểm cho cái này coi như là 8/10 nha. À đúng rồi, tự nhiên nhìn bánh mì thì Thanh Hà cảm thấy cũng khá thích. Bây giờ Thanh Hà sẽ phết cái mứt này lên nha. Vị của mứt thì thường nó sẽ ngọt, nhưng mà sao cái mứt này chua quá ta. Hơi chua chua thì Thanh Hà cũng không thích cái vị chua này cho lắm. Nhưng mà ăn thì cũng khá được nên là Thanh Hà cũng cho 8/10 nha. Giờ Thanh Hà sẽ ăn cái gì? À đúng rồi, Thanh Hà sẽ ăn kiểu xinh đúng. Giờ Thanh Hà sẽ lấy ra ăn nha. Thử một cục trước nè. Hình ở ngoài nhìn khác là dễ thương. Ngon. Cũng
tuyệt lắm. Thôi Thanh Hà cho 10 trên 10 nha. Thôi Thanh Hà uống nước đi. Thanh Hà sẽ lấy cái này. Hình như là sữa trái cây. Sữa này là sữa dâu. Rồi Thanh Hà sẽ mở cái chai này ra. Được rồi, Thanh Hà đã mở được. Rồi bây giờ Thanh Hà sẽ uống nha. Ồ, thơm thiệt á, thơm. Thơm mùi dâu. Wow. Trời, mắt Thanh Hà nó sáng lên luôn mọi người. Ngon quá. Thanh Hà nghĩ chắc cái này cũng ngon hơn mấy cái kia nhiều. Có thể cho 100 điểm nhưng cũng được. Trời, thích quá nhưng mà phải thử những món khác nữa. Nên thôi, để gái tạm ra một bên xíu nữa uống tiếp. Bây giờ ăn gì ta? Ăn gì đây? Hồi nãy ăn đồ ngọt nhiều mà bây giờ ăn cái gì đó nó mặn mặn một xíu nha. Cái này được không ta? Ui, cái này được không? Cái này hình như là Hàn Quốc hay Nhật Bản gì đó. Cái nào cũng biết nữa. Nhưng mà cái này là chắc chắn thằng nào không đọc được rồi đó. Thôi, chung mở ra coi thử. Bên ngoài thì trang trí nó cũng không được sâu sắc cho lắm. Thì nó kỳ kỳ sao. Nhưng mà thôi, cứ ăn thử đã. Rồi, được. Sao nhìn nó nước nước mà hay. Ủa, mùi bánh. Ủa, tưởng nó là đồ mặn chứ. Sao lại ngọt ta. Này như mì gói vậy bác. Ủa mà sao mì gói mà ngọt quá trời. Thôi thấy kỳ quá à. Thôi chắc cho 7 trên 10 thôi. Thấy kỳ quá. Mì gói mà cho ngọt ăn thấy gớm quá. Thế nè, thử nhiều quá rồi. Bây giờ thử cái gì ta. Thôi thử này nha. Đây là kẹo marshmallow hương dâu nè. Ở đây có một bạn trái dâu. Dễ thương quá. Bây giờ trong thì nó sẽ như thế nào nha. Để đây. Wow. Mọi người ơi, mình cho tim dễ thương quá nè. Thanh Hà tim cho mỗi bạn một cái. Wow. Rồi bây giờ Thanh Hà sẽ thử nha. Trời luôn. Thanh Hà đã từng ăn cái kẹo này rồi nhưng mà Thanh Hà chưa thử vị dâu bao giờ hết. Trời, hôm nay được thử vị dâu cái nếu như là mới lại cái vị nó cũng rất rất là thơm mùi dâu nữa. Mùi dâu tươi á mọi người. Wow. Ngon quá. Ngon đi. Cái này Thanh Hà sẽ cho 100 điểm luôn. Bởi vì đứng điểm bên ngoài thì có một bạn trái dâu rất là dễ thương, rất là đáng yêu luôn. Còn ở đây, hình trái tim nè, nhìn rất là tròn, dịu dàng, rất là đáng yêu. Mùi hương thì cũng khá là thơm nữa. Và ăn vô thì mềm mềm, khi mà vô nước thì nó sẽ tan ra. Rất là dễ nhai luôn. Còn cái vị ngọt của nó và vị dâu thì là mùi dâu tươi. Thanh Hà cũng rất là thích. Dạ, tính ra nãy giờ Thanh Hà ăn quá trời đồ dâu luôn nha. Thôi rồi, để qua bên đây một chút nha. Vậy ăn gì đây? Nãy giờ ăn cái gì ta? Thanh Hà biết ăn gì rồi. Thanh Hà sẽ xử đẹp cái này luôn. Yeah. Đi, bánh que hình. Pepero. Wow. Nhìn cũng bên ngoài nhìn dễ thương quá à. Thôi giờ vô trong thử coi. Đây. Bên trong. Ủa, khoan đã. Mình nó hơi lạc đề nha. Mình ăn đồ màu hồng. Sao cái này màu đỏ. Nhưng mà thôi kệ đi. Miễn sao có đồ ăn là được rồi. Bây giờ để bắt vô. Wow, là sô-cô-la. Thanh Hà thử.
sô cô la đắng. Không thích sô cô la đắng một chút, nhưng mà cái bánh thì cũng khá, cái bánh thì cũng khá ngon, cái bề ngoài thì cũng khá là dễ thương, cho nên là Thanh Hà sẽ chỉ chấm cỡ, bởi vì cái điểm vị sô cô la trắng cho nên là Thanh Hà sẽ chỉ chấm có 7/10 thôi. Nhưng mà thôi, dù sao Thanh Hà cũng thích. Đây là bánh Cosi vị dâu. Thanh Hà rất là thích ăn bánh Cosi luôn. Để coi coi vị dâu nó như thế nào. Thanh Hà sẽ chỉ lấy một cái thôi. Đây, đây là bề ngoài. À, ở ngoài nó có những cái hình đây. Nó có cái hình hai cái bánh nhầm cái dâu. Cũng thấy dễ thương hết chứ. Cũng sáng tạo thiệt. Thanh Hà sẽ ăn thử. Ủa, nhân dâu của Thanh Hà đi đâu mất tiêu rồi? Không có nhân dâu sao? Chán rồi. À, cũng có vị chua chua nữa chứ. Cũng ngon. Thanh Hà cũng khá thích, nhưng có một điều Thanh Hà không hề thấy một chút nào, đó là tại sao không có nhân. Trời ơi, bánh của tôi nào không có nhân. Nhưng mà thôi, Thanh Hà cũng vẫn sẽ cho cỡ, anh coi coi, 9/10. Ăn cái bánh này chứ quả mứa là sai trái mọi người à. Mọi người bây giờ còn hai thứ, một là mì gói và hai là sữa. Giờ Thanh Hà sẽ chơi một trò chơi khá là truyền thống để chọn coi là ăn nào trước. Chơi nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, uống sữa trước. Vậy cuối cùng là uống sữa trước. Đi Thanh Hà uống nha. Trời, chua quá. À, mọi người, cái này chua chua. Nhưng mà khi mà uống vô rồi thì nó sẽ kiểu như nó mát mát cái họng sao á mọi người. Kiểu mình vừa mới ăn một cục đá vô họng á mọi người. À, cái này thì chua chua thì Thanh Hà cũng không có thích ăn chua quá. Còn cái vị mát mát thì Thanh Hà cũng thích nữa. À, nhưng mà không biết chấm điểm sao đây ta. Để chấm điểm thì Thanh Hà sẽ chỉ chấm cho 6/10 thôi. Giờ Thanh Hà còn có mỗi món cuối cùng mà, đó chính là món mì gói. Thanh Hà không có đun nước sôi đâu nha mọi người, Thanh Hà sẽ nghiền nát cái mì này ra. Sau một hồi Thanh Hà đã nghiền nát cái mì này ra thì bây giờ Thanh Hà sẽ ăn nó. Wow, ủa, cái gói gia vị đi đâu rồi? Ê, đây nè. Đổ gói gia vị vô. Rồi, đã xong phần trộn. Bây giờ mọi người hãy xem vũ điệu lắc mì đây. Nào mình cùng lắc 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 đều. Nào mình cùng lắc 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 đều. Bây giờ, hình như nó bắn ra ngoài phải. Thằng Hà sẽ dùng chiêu cũ vậy. Thôi, cái này bắn ra ngoài. Mình không nên trộn như trộn bánh tráng. Mình sẽ lắc lên. Nope. Gì đó ra vậy? Đây là cách lắc mì truyền kiếp của Thanh Hà mọi người. Xong. À, bây giờ Thanh Hà sẽ ăn nha. Wow. Ngon quá. Không ngọt luôn. Ngay ngay nó rột rột trong miệng, ngay đã tay thê sợ. Ăn cái vị thì mặn mặn, cũng có một chút cay cay. Được được. À, ngon quá đi. Hai Hà không còn
còn gì để nói nữa. Tất nhiên cái này sẽ là 100/100. Bởi vì này nó quá ngon mọi người. Cay cay, the the cũng được. Ăn cũng chua chua mặn mặn ngọt. Sau một hồi Thanh Hà vật lộn với những thứ đồ ăn đầy sắc màu hồng ấy, thì Thanh Hà đã chọn ra được một món ăn mà Thanh Hà rất là thích luôn. Đó chính là mì truyền kiếp của Thanh Hà đây. Bởi vì vị của cái món mì này nó rất là ngon, rất là cay, và nó có cái vị cay cay, the the, lại chua chua ngọt ngọt nữa, Thanh Hà cũng khá là thích. Mọi người ơi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video clip của Thanh Hà ngày hôm nay. Và mọi người đừng quên bấm like, subscribe và comment cho Thanh Hà ở dưới nếu như có thử thách gì dành cho Thanh Hà nha.